trong 2 ngày 24 và ngày 25 tháng 3 năm 2024, tức ngày 15 và ngày 16 tháng 2 năm Giáp Thìn, xã Phú Vinh đã tổ chức thành công lễ hội Chùa Kè năm 2024. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện và đông đảo nhân dân đã đến dự. Lễ hội Chùa Kè là một trong những lễ hội quan trọng của con dân vùng Thạch Bi. Nếu như lễ hội Khai Hạ là lễ hội xuống đồng để bắt đầu một niên vụ sản xuất mới, thì lễ hội Chùa Kè lại được tổ chức vào tiết Thanh Minh tháng 2 âm lịch, nhằm hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, những người đã có công mở đất lập ngược. Lễ hội Chùa Kè đã có từ lâu đời. Về huyền thoại, ngôi chùa linh thiêng này đã được các cụ cao niên kể rằng từ cái thời con dân vùng Mường còn sống trong các hang thùng, hang hao, hốc cây, vách đá khổ cực, một bà và các ông quan đanh, bà quan đáng đã hướng dẫn bà Ba Lăng, bà Ba Lộc lấy đá lộng ngăn dòng nước khoan chạy, bắt dòng nước phải chảy xuống lỗ hút trong khe đá rồi dẫn nước về ruộng ra tái đưa bằng thẳng để lấy cây lúa. Từ đó cây cối quanh năm xanh tốt, người dân khắp nơi kéo về tụ cư ở Mường Kè để sinh sống. Cuộc sống của bản Mường từ đó ngày càng giàu có, sung túc. Theo các tài liệu lịch sử, Chùa Kè do ba anh em nhà Lang Cun Cần Mường Bi thời bấy giờ là Đinh Công Thẩm, Đinh Công Triều và Đinh Công Út xây dựng vào ngày 16 tháng 2 âm lịch năm 1892. Chùa thờ Phật Bà Quan Âm Bồ Tát với ông Quan Đanh, bà Quan Đãng, đồng thời giao cho hai dòng họ Đinh Công trông nom và lo việc cúng lễ trong chùa. Người dân gọi là nhà tạo và nhà khại. Từ đó tới bây giờ, hàng năm vào ngày 16 tháng 2 âm lịch, hai họ nhà tạo và nhà khại cùng phụ trách việc tổ chức các nghi lễ thờ cúng tại chùa. Lễ Phật mỗi dòng họ chuẩn bị gồm một con lợn, thịt gà, xôi, quản, rượu, mang rừng, hoa quả và các sản vật của núi rừng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật, ông Mò thay mặt toàn Mường làm lễ dâng lên Bụt Bà, Thành Hoàng Làng và các vị thần linh để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Về đây mình cầu sức khỏe này với lại cầu làm sao thì mình làm mùa màng cho nó may mắn, này con cháu đều mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Điểm nhấn trong lễ hội Chùa Kè là màn trình tấu chiêng Mường với sự tham gia của gần 100 nghệ nhân đến từ các xóm trên địa bàn xã. Đối với người dân trong vùng, lễ hội được tổ chức không chỉ thỏa mãn nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân, quan trọng hơn, lễ hội còn là hình thức để bản sắc văn hóa được lưu giữ và phát huy. Có bắt quan này, có đánh đuổi đánh mạng này, có trò chơi này, có các thứ vân vân đấy, có bắn ná này, vui lắm đấy. Đến với lễ hội không chỉ được sống trong không khí lễ hội đông vui náo nhiệt, khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Mường, người dân và du khách còn được đắm mình trong các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, các làn điệu dân ca Mường, hát thưởng rang, bộ mệ. Đồng thời, hòa mình trong không khí sôi động của các môn thể thao dân tộc như đánh mạng, buôn chó, đi cà pheo, bóng chuyền. Đặc biệt, được thưởng thức các món ăn truyền thống và tham quan mua sắm các sản vật địa phương. Mua cá và nấu lộn và cái con ốc, ta châu, đây là măng nướng, muốn quảng cáo cho khắp nơi để muốn ẩm thực của người Mường. Lễ hội không chỉ thỏa mãn được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của con dân trong vùng, mà còn là dịp để nhân dân được gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu nét độc đáo tốt đẹp trong phong tục tập quán, trong quan niệm tín ngưỡng, cách thưởng thức ẩm thực của người dân địa phương và giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tinh thần, tạo động lực để xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp.